Phong đang đâu vậy? Mình đang đài phun nước nè. Phong đâu? Cuối cùng mình cũng tìm ra Chi rồi. Tại sao vậy? Tại sao suốt thời gian vừa qua Chi cứ trốn tránh mình? Tại sao Chi không nói với mình? Tại sao mình không nhận ra Chi sớm hơn chứ? Mình xin lỗi. Chắc mình đã làm Chi buồn nhiều lắm. Chi ở rất gần mình. Chi luôn ở rất gần mình. Nhưng tại sao mình không nhận ra điều đó sớm hơn? Mình ngốc quá mà. Để mình xem. Đúng là Chi đây rồi. Nhìn kiểu gì cũng ra Chi hết á. Là bạn của mình. Do An Chi đây mà.